Thưa quý vị, với ngày hội không đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà đã hỗ trợ gần 600 suất quà cho bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn quận. Ngày hội nhằm hưởng ứng công trình thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa. Đây là gian hàng không đồng tại phường An Hải Đông, đầy đủ gạo, gia vị, trứng, v.v. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ hơn 100 suất cho bà con khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Trong đó có 27 suất quà học bổng hội dành tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Chị là hai vợ chồng, hai đứa con với đứa cháu, nhưng mà Covid thì không có ai làm gì hết. Tôi cũng rất là khó khăn. Chung là được nhận quà thì rất là vui. Miếng cái đói bằng gói kỳ năng. Rất là cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm tới. Đây là đợt thứ hai mà Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà tổ chức ngày hội không đồng trong năm 2021. Tại 7 điểm thuộc 7 phường trên địa bàn, không chỉ từ nguồn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã kêu gọi vận động các hội viên phụ nữ và các cá nhân ủng hộ. Tùy theo kinh phí vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường bố trí gian hàng nhưng vẫn đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Tổng kinh phí đợt này là gần 109 triệu đồng. Ngày hội diễn ra an toàn, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Là căn cứ vào cái tình hình thực tế của người dân Sơn Trà hiện nay trong cái đại dịch COVID-19 trong năm 2021 thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận mới nghĩ ra cái hoạt động này nhằm hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân trên địa bàn của quận Sơn Trà. Các cái hoạt động này thì đều được cán bộ hội viên phụ nữ của quận rất là quan tâm và hưởng ứng. Mình chị là đơn thân, nó hai đứa con, nhà cửa thì chị chưa có, thì vừa rồi dịch thì chị cũng mất việc, mình cảm thấy là rất là vui mừng phấn khởi và chị cũng xin cảm ơn tất cả đã hỗ trợ cho chị. Ngoài ra, với phương châm cũ mình nhưng mới ta, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà đã huy động 1.000 sản phẩm cũ đã qua sử dụng vẫn còn dùng được để hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn có nhu cầu. Thông qua những hoạt động này, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các cấp hội phụ nữ, cộng đồng xã hội đối với người dân khó khăn.